Tất cả các bạn nha, video nằm giới thiệu của bạn tham gia một chương trình để góp nhẫn 5 tóc cần RAM chỉ của khoảng 25 đô cho dự án này các bạn. Thì đây là một dự án của NFT Mail, thì chạy được sử dụng trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Để tham gia ngày hôm nay, mình click phần link mô tả dưới video, mình mở tài khoản Start Chatbot nè bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào Zone Airdrop nha bạn. À, nhiệm vụ khá là dày đặc các bạn ơi. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller của dự án này các bạn. Join cho nhóm chat nè. Rồi các bạn join cho nhóm group, các bạn bắt up lên các bạn. Vì cái Telegram mà nó bị đầy nữa, tiếp tục các bạn follow kênh seller nữa nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Chết. Rồi tiếp tục các bạn follow tao Twitter nha bạn. Follow Twitter rồi quyết Binance. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi này các bạn. Các bạn like nè. Bạn chắc chắn với Twitter lên các bạn. Bạn ghi ra cộng là T-mail N-T Mail. Rồi bạn test theo tweet lên các bạn. Sau khi bạn test lại xong các bạn mới đáp lên các bạn. Các bạn follow tiếp tục kênh thứ hai của nó các bạn. Thằng này nhiều kênh Twitter với tên. Rồi tiếp tục bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn like và tweet lên thôi các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Tiếp tục thì mở cái kênh follow Facebook nữa bạn. Khá là nhiều nhiệm vụ luôn các bạn. Trên Facebook thì các bạn thích các bạn. Và các bạn chờ lót chút xíu các bạn. Xuống đây thì các bạn cũng bấm thích cái bài viết của nó các bạn. Rồi bạn bấm chia sẻ đi. Chia sẻ công khai này. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Tiếp tục thì follow Instagram nè các bạn. Và tờ khá nhiều nhiệm vụ luôn các bạn. Trên Instagram thì các bạn bấm theo dõi nè. Rồi bạn mới đắp lên nha các bạn. Rồi các bạn làm hết tất cả các nhiệm vụ của nó nha các bạn. Sau khi các bạn hoàn thành hết các nhiệm vụ, bấm bấm vào Research các bạn. Rồi các bạn lướt phone là cái điện thoại. Bạn lướt cấp trang các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Trên nguồn Agapta thì cấp trang nó vậy đó các bạn. Rồi tiếp tục bạn gọi địa chỉ BNB Smart Chain, các bạn dùng địa chỉ chocolate nha bạn. Khá là vậy đó. Rồi các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain của mình, các bạn mất đắp rồi nè. Nghe cho bot nè. Lấy tờ Twitter profile link. Tiếp tục thì bạn gỡ đường link Twitter profile của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của mình ra các bạn. Các bạn lấy đường link profile Twitter của mình. Các giúp cho qua gạch cùng. Ví dụ hồ sơ nè. Rồi các bạn sẽ chép vào liên kết nha các bạn. Sẽ chép cho bạn như tạm nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Nhấn như vậy. Rồi cho bot nè. Follow Winter Jewish Link. Tiếp tục thì bạn gọi là một cái link Jewish dự án NFT nè các bạn. Là cái link bài nào ta? Gọi là link của bài dự án là được các bạn. Các bạn cũng mở Twitter mình lại nữa.
lại á. Được nhắn như đây nhiều quá. Nhưng cũng phải báo lỗi. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi là một đường link Facebook của tất cả các bạn bấm máy theo số net nha các bạn. Các bạn gửi đường link vào profile Facebook của mình nha các bạn. Trên Facebook thì các bạn vào cài đặt các bạn copy cái đường link Facebook của tất cả các bạn nha các bạn. Copy Facebook trên web của mình nha các bạn. Bạn bắt từ đây nè. Rồi tiếp tục bạn bấm ấn vô donate. Tiếp tục bạn gửi đường link Instagram của mình nha các bạn. Bạn gửi đường link Instagram. Instagram. Thì các bạn mở cái app lên tất cả các bạn. Các bạn copy cái đường link Instagram của tất cả các bạn nha các bạn. Những cái này thì quá là dễ các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem các bạn những cái quan điểm của các bạn.